Nó trắng lắm mọi người ơi ạ. Nè, cho mọi người xem nè, thấy không? Cái này nó mịn lắm mọi người, thấy không? Điều gì đã khiến những người nổi tiếng thốt lên như vậy? Là cái lúc này em đen không vậy, mặt em đen thui tù lùi là em đi phim Trần Trung Gán không vậy mà em đen, mà em xót. Trời ơi, hôm nay là đi quay từ sáng, quay ngoài nắng, da đen thui tù lùi rồi nè. Thì thật ra thì ban ngày á là đi quay suốt ngày ở ngoài nắng vậy đó, cho nên là cái ánh nắng mặt trời nó làm da của mình á nó cũng cũng sạm đi nhiều lắm. Bí quyết của họ là gì? Từ ngày sử dụng cái sản phẩm Asia Skin, cái da mặt em bắt đầu đẹp lên. Thực ra thì á, để có một làn da trắng như thế này á là cũng phải tìm tòi dữ lắm. Một cái bộ sản phẩm này nè, Skin AIC nè, đó, và cảm thấy là trắng trắng rất là rõ luôn, bật tông lên rất là nhanh luôn. Thực ra là Ngân có tuyệt chiêu á, trong khi mà trời nắng oi bức như thế này mà đi làm ngoài đường, quay ngoài nắng, một lần quay là đến khoảng mười mấy 20 tết như thế thì làm sao mà da mình trắng được. Mặc dù là mình có mặc áo khoác, có đội nón đi chăng nữa thì cũng không thể nào trắng được hết. Nên lý do vì sao mà người sử dụng sản phẩm Skin AEC này là vì sản phẩm này mang đến những cái hiệu quả mà Thúy Ngân mong muốn. Sản phẩm này có thực sự hiệu quả? Nè mọi người thấy không? Đây là than hoạt tính. Đó. Cái này gọi là có chất thải độc da, những cái độc tố trên da nè. 100% nguyên liệu là nhập từ Hàn Quốc. Hoàn toàn không gây kích ứng da, không bị bào mòn da. Và cam kết 100% là không bị châm chích, không bị vàng lông, không bị ngứa. Và nó kích trắng như đây, cái hạt trong đây là những hạt tính chất lụ như gì nha, làm trắng da. Hãy cùng họ trải nghiệm sản phẩm nhé. Sau khi ủ tấm trắng 30 phút. Nè, cho mọi người xem nè, thấy không? Đó, thấy nó trắng hơn, thấy không? Thấy rõ luôn nè, thấy không? Một tay trắng đeo cái gì coi nè, nó trắng đeo cái gì thấy không? Thôi nè, anh trắng hơn em đúng Quỳnh. Nghĩ sao cái bài này trắng hơn? Trắng hơn. Đó, cái gì thấy không? Thấy không, cái gì thấy không? Rất là trắng cái gì nha, xài cực kỳ ok, cực kỳ hiệu quả luôn. Thấy có sự khác biệt không mọi người? Mọi người phải nhìn kỹ nha, nhìn hai tay thì mới thấy được. Một tay vừa mịn hơn, bóng hơn, trắng hơn. Còn tay còn lại hơi đen nha. Hơi đen nha, mình khoe cái xấu của mình ra cũng hơi kỳ. Nhưng mà phải cho mọi người thấy để thôi mọi người không tin. Đó. Một bên trắng hơn, một bên bị sạm. Cả nhà thấy không, tay nam nhưng mà vẫn lên được khoảng 2 tông luôn á mọi người. Rất là trắng luôn. Tay nam mà khi mà ủ khoảng 15 phút thôi. Tại vì tay nam rất là khó trắng nhưng mà vẫn lên được 2 tông luôn á mọi người. Mà hai người thấy trắng lên tông rất là rõ phải không nè. Bộ tấm trắng và dưỡng trắng Skin AEC là phương pháp tấm trắng chuyên sâu theo công nghệ Hàn Quốc, có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, tuyệt đối không dùng hóa chất hay lọc tẩy da. Hiệu quả sau khi tấm trắng bằng Skin AEC, trắng bật tông ngay lần tắm đầu tiên, không gây trắng ảo, không hồi da. Da được dưỡng trắng từ gốc cho hiệu quả dài lâu. Hiệu quả như tấm trắng ở spa, an toàn cho da, không gây kích ứng, không gây vàng lông, không bắt nắng. Combo Skin AEC gồm 4 sản phẩm: sữa tắm tẩy tế bào chết hàng ngày, giúp loại bỏ tế bào da chết; ủ tắm trắng than hoạt tính, giúp lấy đi cái hắc tố, trả lại làn da trắng sáng, mịn màng; bộ đôi kem dưỡng da ngày và đêm, giúp bảo vệ da bạn khỏi ánh nắng mặt trời, cung cấp các dưỡng chất với kích thước siêu vi, giúp duy trì trạng thái cân bằng và khỏe mạnh. Mỗi sản phẩm có giá là 490.000. Tuy nhiên, nếu bạn mua một combo sẽ được giảm 25%. Tức là chỉ còn 1.470.000. Khách hàng có hài lòng sau khi tắm trắng với Skin AEC? Trời ơi, ngon ăn vừa miệng quý vị. Trắng nõn nè, mình sử dụng là tao nói sử dụng sức lên, lại thơm lắm. Cơ thể chúng ta như có lông sành như vậy nha. Trắng lắm nha. Cho nên là mọi người khi mà dùng cái này nó thích đã lắm, nó thích lắm. Cái này nó mịn lắm mọi người thấy không? Thấy cái độ mướt của làn da nó căng hơn nhiều so với lúc mà mình chưa rửa là bên này nè. Đó, một chai như thế này là 490.000 nha. Các bạn thấy là có bật tông lên rất là rõ đúng không nè. Đó, hai bên chân đi có sự thay đổi rõ rệt luôn nè mọi người. Hơn 60.000 khách hàng đã sử dụng và hoàn toàn hài lòng với kết quả mà Skin AEC mang lại. Với công nghệ đột phá từ Hàn Quốc, Skin AEC là phương pháp tắm trắng tại nhà sẽ làm hài lòng bất kỳ khách hàng khó tính nào. Chúng tôi cam kết nếu sử dụng đúng theo hướng dẫn mà không trắng sẽ hoàn lại tiền 100%. Bạn có muốn tắm trắng tại nhà ư?
hãy sử dụng AE Skin. AE Skin, skin AC như vậy nha, chuyên về dòng tắm trắng. AEC chứ, AEC nha mọi người. Một cái sản phẩm ủ trắng, một sản phẩm tắm trắng, một sản phẩm dưỡng da ban đêm và một sản phẩm dưỡng da ban ngày. Thì khi mà các bạn mua 3 sản phẩm thì sẽ được tặng kèm theo một sản phẩm và free ship toàn quốc luôn nha mọi người ơi. Thì bây giờ anh chị em nào mua thì cứ comment hoặc là để số điện thoại dùm cho bên em. Thì bên em Zalo cũng như là tư vấn cho chị nha.